Rồi. Sữa chua, mắm sao Dùng ấy, dùng mình. lạnh quá con. Vừa chua vừa lạnh đúng không? Sữa chua mà. Đây là sữa chua đấy kìa. Ken, đây mà. Qua mâm. Mâm, sữa chua, mâm mâm. Nó chờ cái gì nè. Google, turn off dining spotlight. Alright, turning the dining spotlight off. Làm xấu cái gì con, làm xấu cái gì ấy. Không ăn nữa, vừa chua vừa lạnh. Nhẹ, yeah, nhẹ. Google, turn on dining spotlight. Okay, turning on the dining spotlight. Sữa chua, sữa chua. Nữa nhé, nữa nhé cả nhé. Nữa nào, sữa chua nào, sữa chua nào. Thôi không ăn nữa, ăn thế thôi. Không ăn nữa nhé. Không ăn nữa kìa nhé. Ngoan nha. Con ăn được không? Nào, để mình đút cho. Nào, đừng. Không ăn nữa rồi, không thích rồi. Làm gì ấy? Cái làm gì? Con làm điều gì làm xấu? Sao mất nhớ con rồi? Nhìn sữa chua là sợ rồi đúng không em? Không ăn sữa chua nữa, mày chắc ngồi, mày chắc ngồi. Thôi nhé, cái nhé, thôi ăn thế thôi nhỉ. Thế thôi nhá. Làm quen ăn thế thôi nè. Nốt miếng này. Không thích nhỉ, không thích. Nào nào nào. Không thích. Lạnh hay là chua quá? Vừa chua vừa lạnh, vì sữa chua không đường mà. Thôi, không ăn nữa. Thôi nha, nghe nha, thôi nha. Thôi. Yeah. Gửi lên nhóm nhà mình em ơi. À, ăn cỗ với.